Xin chào các bạn, tôi Nguyễn Thế Hùng đây. Trong series video này thì tôi đã chia sẻ với bạn về cái luật tác động đến cuộc sống của chúng ta rất là lớn mà Jerome nhắc đến, đó là luật về việc sử dụng. Và tôi đã khuyên các bạn là cần phải tìm cách để sử dụng não bộ của mình nhiều hơn, khai thác cái tiềm năng ở trong nó, tìm cách khám phá ra những cái khả năng đặc biệt của bạn và bạn phát triển nó thì bạn sẽ có được những cái kết quả rất là tích cực. Cái luật thứ hai mà Jim Jones nhắc đến mà tôi cảm thấy là muốn chia sẻ với các bạn, đó là luật về trồng trọt và thu hoạch. Nó cũng giống như là luật cause and effect, tức là nhân và quả. Chúng ta gieo nhân nào thì chúng ta sẽ nhận được quả đó. Thế nhưng mà nếu mà gần gũi hơn ấy, thì cái luật là gieo và gặt, nó là cái luật mà tôi cảm thấy là khi mà chia sẻ với các bạn thì các bạn sẽ thấy là cái tác động của nó trực quan hơn và chúng ta sẽ dễ cảm nhận nó hơn. Thế trong cái luật về nhân và quả thì cũng đã nói rồi, nhưng mà cụ thể là trong cái luật mà trồng trọt và thu hoạch thì các bạn sẽ thấy chúng ta trồng cái gì thì chúng ta sẽ thu hoạch được cái đó. Chúng ta trồng ngô thì chúng ta sẽ thu được bắp ngô, chúng ta trồng lúa thì chúng ta sẽ thu được hạt lúa. Thế thì các bạn đang trồng cái gì trong ngày hôm nay để các bạn có thể mong muốn nhận được cái kết quả ở trong năm sau nữa, hoặc là trong 5 năm tới thì bạn sẽ thu nhận được cái gì? Nếu mà bạn trồng lúa thì năm sau bạn sẽ vẫn thu hoạch được lúa. Nếu như bạn trồng nho thì 2-3 năm sau bạn có thể thu được nho. Nếu như bạn trồng những cái cây lâu năm thì khi mà bạn trồng thì có thể sẽ vất vả, có thể một vài thời gian bạn sẽ không có kết quả. Tuy nhiên khi nó đã có ra quả rồi thì lúc đó thì bạn nhàn hạ hơn rất nhiều và bạn có thể chờ đợi những cái mùa vụ bội thu và bạn sẽ có cái sự thay đổi lớn ở trong cuộc sống của mình. Cho nên cái luật trồng và thu hoạch nó tác động rất là lớn. Nếu như bạn muốn có những cái kết quả lớn ở trong tương lai thì trong ngày hôm nay bạn bắt đầu phải trồng trọt và bạn bắt đầu phải chăm bẵm những cái gì mà bạn mong muốn lớn, thì cái thời gian để mà nó ra được đơm hoa kết trái được nó sẽ lâu hơn. Đấy là cái chuyện đương nhiên. Tuy nhiên có một cái điều chắc chắn là nếu như mà bạn trồng và bạn thu thì khi bạn trồng 1 thì bạn sẽ thu được 10. Đấy là cái hay của cái luật này, và chúng ta rõ ràng chúng ta nhìn thấy bạn trồng một cái cây mít thì chỉ bằng một cái hạt mít thôi, bạn chăm bẵm mất một thời gian, nhưng cái khi cái cây nó ra quả thì bạn có rất nhiều quả mít, bạn bán cái quả mít đó đi và bạn sẽ thu được rất nhiều cái lợi ích kinh tế. Nếu mà bạn thử tưởng tượng bạn trồng một vườn mít thì nó sẽ như thế nào? Mất một năm đầu, hai năm đầu không có quả thì bạn sẽ phải vất vả, nhưng khi bạn có một vườn mít rồi thì bạn yên tâm là cuộc sống của bạn sẽ rất là nhàn hạ, đúng không ạ? Thì đó là một phần của cái luật. Điểm thứ nữa mà chúng ta có thể nhận thấy từ cái luật về trồng trọt và thu hoạch đó là gì? Chúng ta phải chấp nhận trong cuộc sống là có những cái mùa vụ mà chúng ta bị thất thu. Đấy là cái điều đương nhiên, không ai lý giải được tại sao cả. Có thể cái cây của bạn, cái vườn của bạn đang rất là tốt, nó đang chuẩn bị ra hoa, giống như cái cây xoài đang ra rất là nhiều hoa, kín cả cái cây là hoa. Nhưng mà bất ngờ một cái trận bão kéo đến, chúng ta không làm gì được và năm đó chúng ta không có quả. Thì điều này cũng là điều đương nhiên. Có lý do gì mà vì cái trận bão đó mà bạn chặt cái cây xoài đó đi và tìm cách trồng một cái cây khác không ạ? Thật là ngu ngốc nếu mà làm điều đó, đúng không ạ? Chúng ta phải chấp nhận rằng trong cuộc sống của chúng ta có những cái tác động. Và chính vì thế chúng ta trong những cái trường hợp đấy đôi khi chúng ta không làm gì được, nhưng mà chúng ta cần phải hy vọng ở tương lai. Bởi vì năm sau cái cây đó có thể ra quả, năm sau chúng ta sẽ tìm được những cái biện pháp bảo vệ tốt hơn. Nó có sâu bệnh không ạ? Có chứ. Chúng ta trồng ra một cái vườn cây năm đó mùa sâu bệnh, và chúng ta bởi vì chúng ta chưa gặp cái tình huống này cho nên chúng ta không biết cách phòng chống, cho nên sâu bệnh nó làm cho cái cây đó năm đó không được đơm hoa kết trái tốt và chúng ta bị thất thu. Thế thì năm sau chúng ta làm gì? Chúng ta lại phải bảo vệ một cái cách tốt hơn, đúng không ạ? Cái quả ngọt đấy thì luôn luôn là cái đích tới, nhắm tới của rất nhiều những cái kẻ xâm lược, có thể là sâu bọ, có thể là chim chóc, có thể là người ăn trộm nữa, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta nhìn vào cái luật này thì chúng ta nhận ra được những cái khía cạnh ở trong cuộc sống, là nếu như chúng ta hành động để đạt được cái mục tiêu của mình ở trong tương lai ấy, thì đôi khi nó có những cái thách thức nó diễn ra, nhưng mà đừng vì thế, đừng vội vàng vì một cái thách thức nào đó mà chúng ta nghĩ rằng nó khó mà chúng ta lại bỏ cuộc. Hãy tìm cách để giải quyết nó, hãy tìm cách để bảo vệ cái thành quả ở trong tương lai của mình. Đấy cũng là cái điểm quan trọng nữa ở trong cái luật về trồng trọt và thu hoạch. Và hãy nhớ rằng là gì? Nếu bạn muốn có một cái mùa vụ tốt ở trong tương lai thì ngay từ thời điểm bây giờ bạn phải trồng trọt. Và nhớ rằng khi mà bạn trồng trọt thì hãy trồng trọt những cái bằng những cái hạt giống tốt. Chính vì thế nếu bạn bởi vì nếu như mà hạt giống mà không tốt, bạn không chọn lựa kỹ thì nó sẽ cho bạn
một cái cây mà cái mùa vụ của nó oặt vèo, lúc có kết quả lúc không, hoặc là cho dù có kết quả thì nó cũng không đủ tốt. Như vậy cần phải chọn được một cái hạt giống tốt để khi mà chúng ta trồng xuống đất, chúng ta đảm bảo với cái sự chăm sóc của chúng ta, khi nó đạt được ra quả đơm hoa và kết quả thì nó sẽ là những cái quả rất là chất lượng, và vì thế chúng ta sẽ thu được nhiều hơn. Đó cũng là một cái điểm nữa trong cái kế hoạch làm việc của các bạn. Các bạn cần phải lựa chọn cho mình một cái sự nghiệp, một cái công việc mà ở trong tương lai khi mà bạn nỗ lực hết sức mình, bạn tập trung vào nó hết sức mình thì nó phải mang đến cho bạn một cái kết quả xứng đáng. Nếu như ngày hôm nay bạn cảm thấy rằng cái hiện tại nó không được như bạn mong muốn, có rất nhiều mục tiêu bạn chưa đạt được trong khi bạn vẫn đang vất vả, vậy thì hãy nghĩ lại 5 năm trước bạn đã trồng cái gì, bạn đã trồng xuống cái gì để mà ngày hôm nay bạn có cái kết, có cái quả đó. Và nếu như mà bạn không thay đổi, bạn lại vẫn tiếp tục trồng những cái quả, những cái giống y hệt như 5 năm trước bạn làm, thì nhớ rằng 5 năm sau cũng không có gì thay đổi đâu. Có thể bạn nghĩ rằng bạn sẽ có thêm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn sẽ có thêm cái thâm niên công tác và bạn có thể được nhiều hơn. Nhưng nhớ rằng cuộc sống này nó là nằm trong một cái bối cảnh rất là cạnh tranh. Bạn có tăng trưởng lên một chút thì người khác cũng sẽ lên một chút, và cái sự cạnh tranh ấy nó vẫn còn giữ nguyên. Chính vì thế đừng nghĩ theo cái cách như vậy, hãy tìm cách phát triển mình nhanh hơn. Ngày mai hãy đưa ra một cái kế hoạch làm việc cho ngày mai, nhưng mà nó không phải chỉ là làm việc, không phải chỉ là những cái công việc hàng ngày, mà hãy tìm cách sử dụng não bộ của mình, sử dụng những cái hiểu biết của mình, sử dụng kiến thức của mình, hoặc nếu chưa có thì hãy tìm những cái cuốn sách, tìm các cái video giảng dạy giống như những video mà tôi đang làm ấy, hoặc là của những cái người khác nữa. Bạn xem và bạn có những cái ý tưởng mới, và đồng nghĩa với việc đó chính là một cái quá trình bạn đang gieo xuống những cái hạt mầm tốt hơn. Bạn hãy bắt đầu những cái công việc bên cạnh cái công việc mà hiện tại bạn đang làm để duy trì cuộc sống. Đó cũng là cách mà bạn đang gieo xuống những cái hạt mầm tốt hơn, để đảm bảo rằng 5 năm sau những cái hạt mầm này nó sẽ ra kết quả. Đừng nghĩ rằng 5 năm là quá dài để mà làm một cái gì đó vào lúc này, bởi vì cái lúc này của bạn nó chính là cái kết quả của 5 năm trước. Hãy nhớ lại và nghĩ lại, thời gian 5 năm nó trôi đi rất là nhanh. Nếu bạn không bắt đầu từ ngày hôm nay thì rất có thể 5 năm sau bạn vẫn không có gì thay đổi cả. Cần phải hành động ngay lập tức, cần phải quyết liệt ngay lập tức. Và có một hành động nữa cũng cần phải làm ngay, đó là gì ạ? Hãy đăng ký vào kênh YouTube để xem các video hàng ngày của tôi. Đồng thời, bạn có thể join vào nhóm đột phá giới hạn, giải phóng tiềm năng. Ở trong đó chúng tôi cung cấp rất nhiều những cái kiến thức để giúp các bạn có thể phát triển tốt hơn, mạnh mẽ hơn so với những đối thủ của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!